Rock vẫn đang cố gắng bò vào gần và hoàn toàn có thể kéo theo được ít nhất là một người bên phía của Britannia nếu như quả nết này giống chuẩn xác. Hãy cùng chờ đợi xem nào, tham minh quả nết này trong cái hướng bay có vẻ là đúng rồi nhưng mà nó không được xác thực knock out ai cả. Đẩy lên Evil Bash bị cống rất nhiều máu đây và đã bị knock out thành công 700 skip rồi, chúng ta chỉ phải là 3v3, thậm chí có thể là 3v2 khi mà Rock đang phát hiện ra thêm những người chơi khác của bên phía Angel Britter trong tình huống này. MS Strawberry họ cũng đã muốn đẩy lên và vị trí của Alin Box đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, nhưng trước đó thì cả Baron cũng như là CJ đều đã phải nằm. Và Gloom tới từ Attack Odora là người tận dụng tốt những cái lợi thế của một đội tuyển thứ 3 gia nhập vào tình huống combat này. Liên tiếp đó là 3 team phải dừng lại khi mà vòng phơi thứ 5 mới chỉ sớm xuất hiện thôi. Còn quay trở lại với Sharper để DNBT bắt được Hào Hào của bên phía Seiryu rồi. Và thêm cả người Vinh cũng bị nốc luôn. Seiryu đang trong cũng rất khó nha, 1v3 và thậm chí rằng là có cả thiên viên Fury đang muốn can thiệp vào thì gần như là no hope cho Seiryu rồi. Và đó top 13 dành cho đội tuyển này. Những cái tình huống tác mini hoặc nhìn là có những lượng sát thương được gây ra, tuy nhiên là không đủ để có thể gây độc ao, thậm chí còn gây nguy hiểm chính anh chàng này khi mà Norin vừa người là người làm tốt trong những tình huống tác cấu xỉa lại cái lượng đàm. Còn với The Colony và các thành viên của team Fury, một tình huống giao tranh để chiếm cho mình những vị trí ở trong bò và những cái nỗ lực của Fury cũng đã phải dừng ở lại vị trí thứ 12. Liên tiếp là dã nết sang thôi, tuy nhiên thì sát thương vẫn là chưa được. Những quả nết này thì là rất đau nha, một quả nết phát knock out đến hai người chủ Sapper, đó là xích sách cũng như là cả bèo mốt nữa. Lợi thế về người đã có đấy chết rồi, nhưng bây giờ thì bên Thái Lan bất có sự từ bên cánh và Buchiu đây đang bị hỏi thăm liên tiếp với SQ Lugia. Quả nết này liệu rằng có chuẩn xác để lấy mạng Buchi hay không đây, vấn đề trẻ tham minh thôi, và đó là quả nết chưa chính xác rồi. Buchiu vẫn đang thoi thóp đây và thậm chí rằng vẫn có thể trải thêm smoke ra để di chuyển vào, tuy nhiên thì cuối cùng anh chàng Flash cũng như là cả Nurin đều phải nằm xuống thôi. Và đây là dấu chấm hết cho đấy chuyện luôn trong một nhạc khi mà họ bị cả hai cánh ép vào. Sharper cũng muốn gia nhập vào tình huống combat giao tranh với thành viên phía 36 Kettle và cả hai đều đã bị mất đi cho mình những người chơi vô cùng là quan trọng cho đội hình rồi. Trong khi đó thì The Colony hạ gục và đó là vị trí 8 dành cho đại diện này của chúng ta. Với Doctology bây giờ để bị knock out của vị trí của Chan của off combat đang diễn ra quá nhiều. Và Made in Thái Lan lại mở một tình huống giao tranh với đại diện tới từ đất nước Úc và với P4 ở đây. Tình huống sấy là chưa đủ tốt và Made in Thái Lan họ lại tiếp tục có thêm cho mình những điểm kill nữa và người phải nằm xuống lần này là cái tên 36 Kettle cơ. Attack Onura cũng chỉ còn lại một mình vị trí của Jayer thôi. Bảo đảm chưa thực vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình và họ đang muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể cứu được Doctology và quả nết tốt từ Giang Bì. Và bên phía của team Bảo Nam thì cũng đang cố gắng dựa vào những cái phương tiện di chuyển mình để từng bước tiếp cận hơn vào vòng bò mới này. Vừa có tiếng nổ súng rồi và đó là pháp bắt được quái của Easy Sport. Mặc dù có vị trí đứng đẹp nhưng mà rõ ràng khi đấu với Cerberus thì Easy cũng phải rẻ trứng rất nhiều và quả nết trả ra là không một vết xước đến từ pháp. West đã nằm xuống rồi. Easy Sport chỉ còn lại 3 người trên đất cuốn co cụm lại sau chiếc xe dựng lên thôi và để xem rằng Cerberus có thể lật đổ được vị trí của Easy Sport để chiếm cho mình cái vị trí đẹp ở trong bò không đời khi mà Bảo Nam đang dần tiếp cận về cánh của team Cerberus rồi. Đây sẽ là vị trí nguy hiểm dành cho Cerberus Esport. Tuy nhiên Solonji đang rất tỉnh táo và có những cái hướng súng từ vị trí của Imad, người phải nào xuống lại là vị trí của Doctology. Bọn Nam Genetic cũng gặp cho mình những cái sự khó khăn và tận dụng được khoảng tham minh này thì Simon Team cũng đã có tình huống để có thể kiếm thêm cho những cái điểm kill. Với Severus Esports họ sẽ phải mở giao tranh với các thành viên ở phía team EZ. Hanzi cũng đang hỗ trợ và họng súng của thành viên ở phía team Eagle 365 họ đã hướng về Bảo Nam Genetic cơ. Một tình huống xanh chín 1v1 tới từ tất cả các đại diện trong vòng bốn cuối cùng, nhưng mà không ngờ rằng Chibirit knock out được Hải Saki. Solozy cũng đã chính thức bị confirm và người có được điểm kill lại là vị trí của Chibirit. Spell có được cho mình điểm hạ gục thứ 3 tới từ Cerberus Esports là thành viên Himas. Và chúng ta chỉ còn lại một mình vị trí của Pháp với một chấm máu ít ỏi trong làn khói. Và góc bắn của Chibirit phải nói đáng vô cùng là đẹp. Nó sẽ khiến cho thành viên ở phía team Set gặp nhiều những sự khó khăn. Thêm những cái tên nữa từ Bảo Nam cho là thật và cả vị trí của Z là Simon thì đã phải nằm rồi và Pháp cũng không thể nào vượt qua được họng súng của Shin V. Và tình huống xảy ra khi mà các thành viên ở phía Bảo Nam, Cerberus cũng như là EZ họ đụng độ với nhau. Và chỉ còn lại một mình vị trí của EZ Esports đang là đội tuyển có nhiều thành viên nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại thôi. Chắc chi nằm xuống rồi, nỗ lực tuyệt vời tới từ vị trí của Giang Bì. Mặc dù sau đó cũng đã phải dừng cuộc chơi ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên là với những cái nỗ lực của mình thì Giang Bì sẽ đưa tình huống trở về là 3v3. Một tình huống xanh chín giữa Eagle 365 cùng với đó là EZ Esports. Và liệu đội tuyển Việt Nam chúng ta có giành được một cái top 1 trong trận đấu đầu tiên hay không đây? Một tình huống mà chúng ta đang có từ 3 team Việt Nam đối đầu với đó là 365 thì bây giờ cũng đưa trở về tiểu cân bằng hơn rất nhiều rồi, 3v3. Và hãy cùng chờ đợi xem là bây giờ thì thuần là kỹ năng cá nhân thôi chứ không còn lợi thế cho tuyển nào nữa khi cũng đã là một vòng cuối cùng rồi. Và Zexy thì như đã đề cập thì chắc chắn là sẽ bị firm khi mà không ai thể di chuyển ra cứu được trong khoảng thời điểm nhạy cảm như này nữa. Vẫn đang liên tiếp những pha solo lên, bây giờ Chibirit đang muốn tính làm liều rồi nhưng không được đâu khi mà Klee có pha bắn quá tin tay không mở bốn trên tay. Chibirit đã nằm xuống rồi thì về người đã có Easy Spot, đó là 3v2 và bây giờ thì Shin V phát ra thêm cải tràn vào đồ 9 nữa. Cấu được 29 máu đối phương rồi, Smell tiếp tục ở đây có pha khép góc và không cho đối phương gì cách thoải mái được. Van đồ 9 đã quăng lao lên những người ở sau, cover Hanzi lại nằm xuống và Van đồ 9 cũng chỉ còn lại một hit là đập. Và đây sẽ là cái top 1 dành cho bên phía EZ Esports, chắc là như vậy rồi và đúng là như thế luôn. Top 1 dành cho đội tuyển Việt Nam EZ Esports trong cái đấu mở bàn của thứ hai này. Và đội hình của bên phía team Sharper cũng đã chính thức mất đi xích sách. Trong đó đây chết cái gì đây, 3007 đang ở một mình trong căn nhà.
và thôi xong rồi. Tuy nhiên chỉ là băng qua đấy là các thành viên Đây Chết, chúng ta sấy tốt cho 3007, nhưng chắc chắn với việc mà Đây Chết đang đông người hơn thì Game Hòa Đông sẽ phải mất đi vị trí của 3007 thôi. Để có thể mà có mình con đường di chuyển rộng hơn của các thành viên bên phía thì chúng tôi bây giờ thì Easy Smell. Vâng, Smell ơi, Smell nằm xuống rồi và đó là tiêu bắn tốt đến của Himat nhá. Easy Spot đã mất đi ai kìa, bây giờ thì Shinvi, và Shinvi là Smell, hai ngôi sao sáng của Easy Spot. Chúng ta hãy nhìn đi, Shinvi thì đang kẹt lại khi mà xe thì đã hỏng, còn YS thì chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết thôi. Vẫn đó là top 16 luôn cho EZ này tuần tái ơi. Trả ngược lại cũng là top bản nên hết sức là đánh đá trong diễn biến này. Và bây giờ thì có ai đẩy lên đây không đây? Chúng ta vẫn đang thấy rằng đội hình thành viên bên Team Made in Thái Lan họ đang đe dọa vào khu vực của đội hình thành viên bên Team Bảo Nam. Có thêm một đội tuyển nữa tới à? Thế thì đây sẽ là lợi thế dành cho các thành viên của bên phía Team UNP, vì đơn giản rằng hai đội tuyển bên phía ngoài Eagle và Salam SC bắt buộc phải đụng độ với nhau trước. Nhưng bằng một cách nào đó thì Julio lại kết thúc được Văn Nghị. Cái gì vậy? Vâng, tại sao Văn Nghị có thể làm xuống được, thậm chí là quả lửa rồi đốt chết được Văn Nghị luôn? Có vẻ như Văn Nghị nó bị ép góc. Tuy nhiên bây giờ thì ôi thôi xong rồi, lại thêm team nữa và đó là các thành viên của Sharper như đâm đầu vào chỗ chết với đội hình của bên phía Sharper. Mark Sonus đã nằm, Tinoi PPT cũng vậy. Mặt đội hình của bên phía Team Sharper, vâng, đâm đầu vào một khu vực nhà là còn đến tận 3 đội tuyển thì đúng là chỉ có đâm đầu vào chỗ chết thôi. 5 team à? Mọi thứ tại sao lại trở nên đông đúc đến như vậy được nhỉ? Severus thì đang có một căn nhà ở phía bên ngoài và gần như sẽ thoát ly khỏi những cuộc giao tranh. Easy Sport thì cũng đã phải dừng lại sớm rồi, phần nào đó thì nghĩ là Quy hoàn toàn có thể làm được với những tình huống bắn thứ hai round. Nhưng bây giờ thì những tiếng đổi bạn đến từ Flash và cả đó là Flash bên phía Team Day Chết nhỉ? Và hai kill nữa dành cho các thành viên bên phía Team Fury, hoàn toàn Flash có thể được cứu lại ở trong những diễn biến tiếp theo của game thi đấu này. Tuy nhiên thì rất bất ngờ khi mà vị trí của Rock Nazmi vừa bị áp gục bởi các thành viên của bên phía Team Eagle 365 và quyết định là công luôn đến từ các thành viên của bên phía Team MS Sean Nuri. Unicorn Phoenix Đà Nẵng thì quyết định là nằm im rồi, và đây là một góc ngồi quá đẹp của Đạt Lu. Nhưng trời ơi, Đạt ngồi rất đẹp rồi nhưng tiếng bắn của Đạt thì nó lại không đủ cái độ chính xác. Đây sẽ là cái tiền đề của cái thành viên UNP họ ập vào, những hung vô địch đang di chuyển ở phía bên ngoài. Vâng, liệu phát hiện Julio hay không? Nhưng bây giờ thì đó là tiêu bắn tốt đến cái thành viên UNP. MS Chomori họ chỉ mang về cho mình cái top thứ 13 trước cái thành viên UNP thôi, nhưng họ cũng gặp những cái tổn thất rất lớn khi mà hiện tại cũng chỉ còn hai người. Thế an tâm được. Evo 365 cũng vừa mất đi Chibirit bởi chính Yangmi của bên phía Bảo Nam, và giờ thì sẽ là cuộc chiến của The Colony và đội hình của bên phía Team Fury Australia. Cap đã phải đắm xuống nhưng đó là một tiếng tam sàn The Glory. Vâng, một góc nào đó thì Cap thậm chí ra quả nét. Vâng, đây quả smoke hình cầu à, cái gì vậy? Đã đang ăn nét đến từ vị trí của Fury Australia rồi mà bây giờ bên phía Colony còn tự ném nét vào mặt nhau. Thì tôi cũng không biết là có cách nào để cho các thành viên phía Colony có thể sống sót nữa. Và Unicorn Phoenix Đà Nẵng như vậy thì đúng như gì mà chúng ta dự kiến không? Họ đã phải nằm xuống bởi Eagle 365 vẫn một đại diện nữa đang cắm càng ở ngay cạnh Unicorn Phoenix Đà Nẵng, họ đã không thể vượt qua được. Có và Hanji vừa dùng một sập cái for cất sang vị của Hải Sai Kỳ. Himat cũng đã mi động ao bởi đó là Cherry, một khẩu AUG. Bây giờ thì góc của Cyberdyne Sport chỉ còn đó là hai thành viên thôi, backup thì không có và chỉ có những quả smoke gần như là cuối cùng để có thể vớt vát lại cái sự sinh tồn, thời gian sinh tồn cho các thành viên bên phía Team Cyberdyne Sport. Xong rồi, Archangel Predator lại xuất hiện và lại đe dọa với những người Việt Nam, và lần này chính là các thành viên của bên phía Game Hòa Đông đang gặp khó. Nhưng rất may mắn là pha tác vừa rồi chưa đủ để kết thúc đến trường Godway. Severus Pháp, cái tên sống sót cuối cùng cũng chỉ cố gắng gạt được thêm một mạng trước khi phải nằm xuống. Và Godway bị ạ gục bởi Fury Australia. Vâng, đây là một thế gần bánh mì kẹp thịt cho Game Hòa Đông rồi. Đằng sau có địch, trước mặt cũng có địch luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy đang đội hình thành viên bên phía Team Archangel Predator đang cố gắng mở cánh. Đâu đi khả năng cũng sẽ phải nằm xuống trong bản ra sắp tới, nhưng đâu là những bản đồ ta đâm tới Yongmi. Vâng, hình như là Bảo Nam cũng đã nhìn ngắm về đội cái thành viên bên phía Team Seriu rồi thì phải, nhưng phía bên này thì Bảo Nam họ muốn công vào khu nhà cái thành viên bên phía Team Made in Thái Lan. Vâng, đây sẽ là những cái sự trả thù ngọt ngào đến từ Bảo Nam này khi mà Yongmi nốc vào được ra con là sai một tí là người nốc con phân đi anh thằng này. Esquelusia cũng đã phải nằm xuống về Z, nhưng ngay sau đây Tanawat cũng đổi được mạng của Z rồi, nhưng một vs hai trong những tiếp tiếp theo và đó là 8 HP đến từ anh viên bên phía Team Made in Thái Lan. Cực kỳ có giá trị ở trong một trận đấu nha. Và trận đấu này khả năng cao họ cũng còn có thể mang về cho mình cái top 1. Cái Evil Patrick vừa rồi đã phải nằm xuống rồi khi mà cái thành viên BBTeam Attack ở rào có điều mà từ xa, bây giờ CJ cũng khó lòng có thể cứu lại người đồng đội của mình. Khả năng cao thì CJ trong khoảng thời gian sắp tới còn phải đồng quy vô tận với cả đội hình thành viên bên phía Team Attack sẽ là Archangel Predator cơ. Tuy nhiên thì bây giờ đội hình của bên phía Team Archangel Predator đã đẩy được lên và Gloom phải nằm xuống dưới tay của Mad Dog. Chúng ta thấy rằng là mặc dù những cái khách không mời mà đến đã đe dọa vào Bảo Nam, nhưng Bảo Nam vẫn đang bắn rất chủ động. Và đó là điều đang làm nên thành công giữa các thành viên bên phía Bảo Nam, Seiryu Esports. Nên nhớ rằng họ vẫn đang còn người và Simon T vừa phải nằm xuống rồi, bắt buộc phải đẩy lên các thành viên bên phía Bảo Nam thôi, họ cần phải clear đi được.
họ cần phải lấy lại được cái lợi thế về mặt nhân số đã. Sunshine nằm xuống và đó là mạng thuộc về cái tên Yang Mi. Tiếp tục Zest vẫn chưa thể làm được gì đội hình của bên phía team Seiryu cả. Trong khi đó thì bên phía Attack Aura cũng đã vừa mất đi vị trí của Gloom và thôi xong rồi. Tận dụng lợi thế hơn người và đội hình bên phía team Seiryu đã clear đi được các thành viên bên phía team Bảo Nam United. Tình huống này vì đơn giản chúng ta nhận thấy rằng đấy là vị trí rất dễ để cho các thành viên bên phía team Fury có thể cẩu nết xuống căn nhà của bên phía team Seiryu. Và bây giờ thì Fury, một pha bắn cực kỳ tốt cho các thành viên bên Fury. Và ngay lập tức Janku và Jayer tận dụng thời cơ. Chính xác là Archangel Predator nằm xuống trong đúng một nốt nhạc. Và bỗng nhiên đây lại là một con đường máu cho các team bên phía team Fury. Họ không cần phải cầm chân nhau với cả Seiryu nữa, họ quyết định là mở cánh. Vâng, 2 vs 2 vs 2. Và bây giờ thì đội hình thành viên bên phía team Seiryu họ đang có những cái hướng súng sao đổi cái thành viên bên phía team Attack Around nhờ. Bo thì họ đang bò vào và bây giờ thì Jayer ông đã bị không. Đó là một tình huống chết bởi outside và lại rồi. Nhưng đây sẽ là những điểm kill tiếp theo dành cho các thành viên bên phía team Seiryu để họ có thể leo lên cao ở trong cái bảng C3 còn tiền đấu thứ hai để ông ta Janku up là player cuối cùng. Và tính đến điểm hiện tại thì Attack Around cũng mới chỉ có cho mình được 6 kill thôi, còn Fury cũng có cho mình được tận hơn 10 kill ở trong trận đấu này. Cơ nhưng Flash bây giờ ông đã bị knock out. Ôi giời ơi, Fury ơi, Fury còn một player nữa thôi. Nhưng bây giờ thì đội hình bên phía team Seiryu cũng đang bị focus vào khi mà Trick vừa rồi cũng đã bị cầu đi được khoảng 80% máu với vị trí của Janku up. Nhảy check có thể nói rằng cực kỳ đẹp đến từ 17 nin. Và như vậy là các thành viên của bên phía team Seiryu mới đang là những người có lợi thế về mặt nhân số. 2v1, Yikika Mukau còn lại, sấy tốt đây là Yikika Mukau. 17 nằm xuống rồi và liệu có thể clutch được dành cho chiêu Yikika Mukau hay không đây? Nhưng không, top 1 vẫn thuộc về các thành viên của bên phía team Seiryu. Chưa ai phải nằm lại cả, nhưng góc này của Hùng Vô Địch vẫn chưa bị lộ ra hoàn toàn đâu. Và những đội hỗ trợ có thể sấy, ôi trời ơi, Hùng Vô Địch lại là cái động thái mà anh ta đã thể hiện như tuần trước. Vẫn là một tình huống sấy cực kỳ chớ ở phạm vi đã là quá gần rồi và đạt blue. Liệu cũng phải là tình huống cắt nữa khi mà Hùng Vô Địch đã sấy chớ hay không đây? Hỏa lực dồn nén vào và áp lực quá nhiều lên vị trí của đạt blue. Sẽ còn thời gian để hồi máu thôi. Trong khi đó thì Văn Nghị trả quả nét tốt knock out vị trí của Yeoman. Đã có những người đồng đội đến đây hỗ trợ rồi và đó là Chu cùng cả Văn Nghị. Thêm một quả nét nữa trả vào, Julio bị knock out. Lại là Văn Nghị với quả nét trên tay của mình, hai mạng bỏ ra. Và đây là động thái mà đạt lũ bắn qua được vị trí của Roku Nanji. Một tài năng trẻ, tuy nhiên thì Roku Nanji không thể vượt qua vị trí đạt lũ. Và đó là cái kết dành cho MS Chonburi ở vị trí top thứ 16 trước Unicorn Vic Đà Nẵng. Và người đội trưởng của Unicorn Vic Đà Nẵng đó là Hùng Vô Địch cũng đã phải bỏ mạng lại rồi. Còn Vic Đà Nẵng lại băng băng qua Attack On Round và đã có những tình huống sấy cực kỳ là khó chịu đến từ vị trí của ghém. Và bây giờ thì với Eagle 365 rích dìm đốc ao rồi và Unicorn Vic Đà Nẵng cũng phải bỏ lại vị trí của Đạt Blue. 2v2 tình huống này nhưng 36 kè tổ cũng có rất nhiều cơ hội nha. Và thôi xong đó là top thứ 15 dành cho Unicorn Vic Đà Nẵng khi mà cả Attack On Round thêm cả 36 cartel đã có rất nhiều lượng đang cho tình huống này. Fury cũng đang cần tìm cách để di chuyển vào phía bên trong bo nhưng rõ ràng phía trước có quá nhiều đội tuyển ở trước mặt. Made in Thái Lan đã từng bắn knock out và một đại diện Việt Nam đó là Easy Sports Mel bị knock out và chờ thời cơ để cứu lên. Trong khi đó thì Eagle 365 Chirip phải bỏ mạng lại với họng súng của Glory và đó là tình huống KS hàng. Cái lượng máu tụt rất nhanh ở đây và khiến cho team bắt buộc phải giao tranh nhanh hơn. Ở đây thì Cap rất cố gắng rồi nhưng bò đốt như thế này thì bye bye thôi Cap ơi. The Colony họ đang cố gắng có một vài điểm kill nhưng cái giám trọng đã rất đắt của đối với Fury. Inside đang cố gắng di chuyển vào bò nhưng liệu rằng với chỉ một mình Inside thì có là đủ hay không đấy khi trước mặt đang là các thành viên Game World Đông nha. Và The Disgusting giạt ra tôi thì khả năng sẽ thấy những người bên phía World Đông có vẻ như họ đang muốn tập trung hơn vào cái vị trí trước mặt chứ không phải là kệ sau lưng nữa. Còn ở một diễn biến khác thì Eagle 365 Esports đã phải dừng cuộc chơi trong tay của Angel Breeder rồi khi mà chiếc Bedrock để có những pha bắn tốt quay trở lại với Sharper thì Max Sonnert vừa lấy được mạng 307, một tiếng bắn rất rát từ anh chàng này. Ngoài ra thì góc 6 giờ đang có sự xuất hiện của hai đại diện Việt Nam kê lại viền vòng bò. Nhưng với Team Colony thì đây là cái kết cho dành cho các thành viên từ phía đây chết mà thôi. Rất nhiều kill đem về với đây chết và tình huống trả nết rất hay. Còn với Fury trận thiếu này họ sẽ chỉ dừng lại trên top thứ 12. Như đã nói thì những đại diện Thái Lan khi di chuyển vào phía trong sẽ gặp nhau. Và tình huống sấy thật sự là cực kỳ đáng tiếc từ vị trí của Six Sack. Đã có cơ hội knock out đối phương, tuy nhiên tình huống sấy vừa rồi không thật sự chính xác. Nhưng bây giờ những động thái trả đồ đến cả hai bên. Vừa rồi thì Gloom đã gặp bắt vào vị trí của Made in Thái Lan, Jacob bỏ mạng lại, toàn những đại diện Thái Lan gặp nhau mà thôi. Một tình huống Sapper vẫn có đang còn đủ người những béo mất knock out từ vị trí của Pucci. Flash knock out thêm cả Titinoi nữa và bây giờ thì Pucci còn lại một mình tình huống này. Đồ đang liên tục trả ra và áp lực bò đến là quá nhanh với bò thứ 5. Không còn cơ hội nữa rồi khi cả Sapper cũng cả đây chết liên tục gạt nhau đi. Và đây sẽ là cái thua thiệt đánh cho những đại diện đến từ Thái Lan. Nhưng Sapper Esports là người nằm xuống trước, Pucci sẽ là người nằm xuống sau. Và đây chết dừng lại ở vị trí top thứ 9 trong trận thiếu này. Quay trở lại thì Archangel Predator đang có pha ba chạm trực diện với cả Game Home và Đông rồi. Và Game Home rất cố gắng nhưng họ chưa thể đổi mạng Evil Magic được. Tiếp tục mất thêm một người nữa, Game Home chỉ còn lại một lờ cuối cùng thôi. Và đó là chàng Disgusting cũng đã nằm lại trong tay Evil Magic luôn. Một pha mà 1v2 thành công đến từ đại diện bên phía team Archangel Predator.
từ phía Angel Predator. Matt drop nhóc A từ vị trí của Jan Kuop. Đó là Attack Oral bắn chéo sang của bên Linh Sơn. Bất chuyện nên xảy ra khi di chuyển ra cả ngoài phía vòng bo thì kia. Cực kỳ đáng tiếc khi vòng bo bây giờ là vòng bo thứ 6 rồi. Nó rất đau nhưng tại sao lại di chuyển ra phía bên ngoài. Nhưng không sao cả, cái Angel Predator cũng đã mất người. CJ quá yếu máu. Angel Predator dừng lại top thứ 7 trước Cerberus. Chỉ là một tình huống hơi đáng tiếc từ phía Cerberus khi phải bỏ lại mạng của Hải Saki. Nhưng bên này thì EZ Sport còn đó. Sinvi bắt được Himat và confirm đi ngay sau đó. Hai kill đem về với EZ Sport tới thời điểm này khi mà Sinvi vừa lấy được thêm một mạng. 6 team và 19 player còn lại. Rất vui khi chúng ta vẫn đang còn đến 3 đại diện Việt Nam. Đó là Bảo Ram, Cerberus và cả EZ Sport nữa. Và trong một diễn biến khác thì Bam sau Cartel nhận đề cập rồi, cái căn nhà họ chiếm đóng từ trước bây giờ đã không còn đẹp nữa và chỉ một con nét thôi đã đủ để giải quyết được cả hai player này. Cái kết cho Attack Aura sẽ là ở đây. Trong khi đó thì với những đại diện còn lại Việt Nam như là Bảo Nam vẫn đang giữ người khá ổn và cả EZ Sport cũng vậy. Góc của họ cũng tương đối là ổn. Jan Kuop nằm xuống còn lại một mình vị trí của Jayer. Di chuyển đi đâu bây giờ, nằm xuống đã bị lộ ra và Attack Aura dựng lại top thứ 5 là mạng dành cho từ phía Seiryu. Một trận thiếu nữa mà Seiryu cũng đang thể hiện cực kỳ tốt. Khi mà bên phía của Cerberus hay thậm chí rằng là cả các thành viên của Seiryu liên tiếp làm khó bên phía team EZ. Vừa xong thì Pháp cũng đã bị vòng bó đơn trên. Có câu trả lời từ Solo G rồi knock out được Trick. Nhưng mà có vẻ như sẽ đến thời kỳ ngay lập tức thì đó là được bắn chéo sang đến từ Chan Klee. Solo G nằm rồi vào top 4 gọi tên Cerberus. Trong khi đó thì Sunshine đây đang muốn đe dọa dần vào phía team Bảo Nam. Nhưng có được hay không đây khi Bảo Nam vẫn đang có những cái phương tiện di chuyển dựng lên để thành những cái vật backup mới cho mình. Hảo Hảo di chuyển xe vào trước rồi nhưng họ vẫn chưa đi vào cái góc nòng phía trong bo được. Và EZ Sport đang chặn đứng lại cái kế hoạch này. Khi mà vị trí của Nin đã phải nằm xuống và đó tiếng bắn từ vị trí của Z từ phía Bảo Nam. Đây là thời cơ mà Bảo Nam họ di chuyển ra lấy cho mình thêm những cái chỉ số phụ. Nhưng đó là tiếng KS làm từ vị trí của Klee. EZ Sport đã bám quá gần viền bo và Seiryu gần như là hết hốp rồi. Hảo Hảo cùng những đồng đội của mình sẽ đi đâu về đâu trên quãng đường di chuyển ở đây khi Bảo Nam nhìn vào và cả EZ Sport cũng vậy. Và đồ được trả sang thì Hảo Hảo cũng chỉ là tên gói mì mà thôi. Rất đau quả đếp vừa rồi đấy chàng Klee. Và bây giờ thì cái top 1 đang trong tầm tay Bảo Nam khi họ toàn kiểm soát cái vòng bo thứ 8 này rồi. Khi mà cả EZ Sport cũng như là Seiryu đang tự cầm chân nhau khục mép bo vòng bo trước. Và bây giờ có lẽ vấn đề chờ thời gian rồi khi Young Mirai tiếp tục hạ gục anh chàng Strix rồi. Seiryu chỉ còn lại 1, EZ còn 3, còn Bảo Nam còn nguyên cả 4 người cơ. Và họ đang có rất nhiều phạm vi di chuyển. Quá là đơn giản, một trận thi đấu mà Seiryu bị kẹt lại hoàn toàn với đến 2 đại diện Việt Nam. Bây giờ thì thậm chí còn lộ ra cả khu vực gầm xe vị trí của Z này thì lên xe. Ánh đắng của anh thì cũng sẽ là dành cho vị trí của Z mà thôi. Bây giờ cái tên tiếp theo, Hảo Hảo vẫn còn đó. À, vẫn còn hốp cho vị trí của Hảo Hảo. Bắn nổ lốp xe, không còn cơ hội di chuyển xe nữa. Seiryu hết hốp rồi. Cái quan trọng hơn hết sẽ là top 1 dành cho ai thôi, Bảo Nam hay EZ Sport. Góc này thì EZ đang chạy vào một cái khoảng không mà nó quá trống trải và Bảo Nam gần như có những góc bắn đẹp hơn rất nhiều. Simon T knock out vào vị trí của Lê và tiếp tục là một quả nết được trả ra. Wyatt có thể sẽ gặp nguy. Dạ, bây giờ thêm tiếng trả nết vào thì Lê sẽ bị confirm nhưng Wyatt không sao cả. Góc này là đã khuất vị trí của Wyatt rồi. Còn với Seiryu, ôi sấy chớ, không sao hết, vẫn đang rất cố gắng từ vị trí của Simon T. Và top 1 đó là dành cho Bảo Nam United với 7 kill. Một team di chuyển chậm và họ sẽ công lên khu vực các thành viên bên team Attack Aura. Nhưng liệu có ai phải nằm xuống hay không? Đây vẫn đó là pha cá rô phỉ. Clue mà cả Jan Kuop đều đã bị đổi mạng. Nhưng đây là tình huống đánh tuyệt vời đến các thành viên bên phía team The Glory nhỉ. Họ hoàn toàn có thể cứu được vị trí của Momoji nhưng hơi khó rồi khi họ đã bị bắn bởi cả các thành viên bên phía team 36 Cartel. Đã gặp rất nhiều khó khăn và đây chết Nuri phải nằm lại với CJ18. Còn với Vapor này lại giật lên góc 12 giờ. Thật sự không thể hiểu nổi cái cách đoán bo và di chuyển bo của Bảo Nam nó là như thế nào. Nhưng được hút bo là liên tục. Trong đó với những đội tuyển khác đang phải khó khăn di chuyển ở bo như là MS Chonburi. Dầu Man nằm xuống, KS ra từ vị trí của Van Otika. Đây trước đã mất đi vị trí của Flash rồi và CJ lên tiếng. Puchiu tạm biệt cuộc chơi, Flash cũng phải nằm xuống dưới Mad Dot. Đây chết đáng liên tục tàn vỡ với những họng súng sắc và Van Otika. Một người được biết đến như MVP của Thái Lan với rất nhiều giải quốc nội thì bây giờ thì... Phía bên này chúng ta đang thấy rằng vị trí của Julio đang làm gì đây? Những tình huống bắn mà cũng cố gắng vớt vát lại đó là một chút hương khó cho người đồng đội của mình thôi. Khi mà anh chàng này chỉ còn một mình, nhưng đâu đó trên bản đồ chúng ta đang thấy rằng xe đã Sport Hải Sai Kỳ. Và thêm cả vị trí của Solo Gym đã phải nằm xuống trong tay các thành viên UNP nha. Đây là những tình huống ăn miếng trả miếng khi mà trước đó Sport họ lấy đi cái mạng của Văn Nghị bên phía team UNP. Tuy nhiên thì Hải Saki phải bỏ mạng lại trên quãng đường di chuyển của mình và có lẽ vẫn chưa hết ở đó đâu. Một tình huống sấy khác và Pháp, ui một tình huống cảm giác bắn là quá từ vị trí của Pháp. Vandal Knife nó ở vị trí của Pháp rồi nhưng áp lực từ vòng bo đè vào là quá nhiều. Pháp cũng sẽ phải tạm biệt cuộc chơi ở thời điểm này thôi khi đây là vòng bo thứ 4. Còn với Eagle 365, Vandal Knife còn cơ hội nha. Tuy nhiên thì Hanzi cũng không thể quay lại để cứu lại đồng đội của mình và có vẻ cũng sẽ là hết hope. Còn với Cerberus ở góc này, Himat sẽ đối đầu với Maxonus trong khu vực nhà. Nết đang trên tay Maxonus. Tuy nhiên thì người đội đã hỗ trợ anh ta từ vị trí của Six Sack.
Hanzi thì là player từ xa đến và cover người đồng đội của mình Jack G. Phía bên này thì Easy Sport sắp tới rồi, đối đầu với cái thành viên bên phía team Art and Creator. Những Attack Around đâu đó, nhưng mà đồ đã bị clear hoàn toàn bởi cái thành viên bên phía team The Glory rồi. Còn bây giờ thì Eagle 365 họ cũng đã tiễn luôn cái thành viên bên phía team Made in Thái Lan lên vị trí 12 trong trận đấu này. Và cái vị trí thư hưởng đó sẽ thuộc với cái thành viên UNP, nhưng đây là một góc rất khó nhá. Dark Blue cũng đã bị knock vào và Chu là player cuối cùng. Cái cánh cổng của cái thành viên bên UNP trong trận đấu này bắt đầu khép lại rồi, khi mà đây là vị trí quá xấu. Chu thậm chí còn bị mắc kẹt bởi đó đối với cái thành viên bên phía team Eagle 365 trước đó, cơ họ có quá nhiều thông tin và quá nhiều đồ. Unicorn Phích Đà đang di chuyển ở một góc bó buộc phải vào giao tranh và đã có những người đồng đội phải nằm xuống. Chu còn lại một mình ở góc này và đang phải cương skill cùng với cả Hanzi, một tuyển thủ có rất nhiều kinh nghiệm trong những tình huống cương skill như thế này. Tuy nhiên là Chu đang là một tài năng cực kỳ sáng giá ở giải thi đấu Việt Nam. Bây giờ thì đó là vị trí của Chu, nhưng đó là người knock out là vị trí của Sunshine thì phía Seiryu. Còn Ark Angel Predator dựng lại top thứ 11 rồi. Trong đó thì team Colony đang di chuyển sát vào khu vực của Bảo Nam. Z đã trả đồ ra và Momonji đã bị bắn điếu máu, nhưng quả nết là dính nhưng chưa đủ hỏa lực để knock out được chỉ có Momonji. Nhưng Bảo Nam xuất hiện, team Colony bốc hơi trong vài giây thôi và đó là top 10. Và hãy cùng chờ xem với việc Fury họ đang di chuyển vào phía bên trong vòng trắng và vượt qua 36 cartel, họ sẽ vượt qua nhanh hay chậm đây. Stick người đang quá gần nhau, P4 bị knock out nhưng đó là từ vị trí của Hảo Hảo. Seiryu bất ngờ xuất hiện ở phía bên viên bên phải của vòng trắng. Trong khi đó thì quả nết tốt vị trí của Fronon đã confirm vị trí P4 rồi, nhưng Ikikamu cao để cho Hảo Hảo bắn quá dễ dàng. Và 36 cartel dừng lại vị trí top thứ 8 trước Fury và cả Seiryu. Bảo Ram có thể sẽ có cho mình một cái lựa chọn là không công. Họ không nhất thiết phải công về khu vực nhà này khi cả hai đều đang ở trong bo góc 12 giờ. Và nếu mà công vào thì sẽ để lại rất nhiều cái thiệt hại. Trong đó thì Fury, in-game leader inside nằm xuống với 17 nin. Và Unicorn Phích Đà đã, mặc dù Chu đã rất cố gắng rồi, nhưng nhiều đó là anh ta cũng đã làm được cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ Fury thậm chí vẫn đang tiếp tục focus sang Seiryu. Ôi, Ronald đã bị knock vào rồi và vẫn là Hảo Hảo thôi. Ronald đã bị confirm. Ngày hôm nay Seiryu thực sự phải nói với các bạn rằng Seiryu họ bắn rất là bay, bay hơn so với cả trận đấu đầu tiên. Và hiện tại thì họ đang giữ cho mình vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng rồi với những điểm kêu. Nhưng bây giờ thì Flash, vâng, thân pháp rất đi vào đến thì Hảo Hảo nhất lần luôn trong làn smoke đến từ anh chàng này. Không hiểu sao vị trí của Flash lại có thể mà lỡ làng một chút cơ hội của mình như thế, để có thể mở cho mình một thêm một chút cơ hội ở trong trận đấu này cho cái thành viên Fury. Nhưng có lẽ nó chấm hết rồi và Fury thành viên cuối cùng đã phải nằm xuống mất top 6 dành cho đại diện đến từ Australia. Và đã thấy những động thái trả đồ đến từ Series Sport, họ đang kê lại với Bảo Nam. Nhưng vừa rồi thì bất ngờ Hảo Hảo lại bắn sang vị trí của Xích Sách từ phía Sapper cơ. Một góc của Sapper di chuyển vào cũng đã để bất người và sẽ chỉ còn lại một cái niềm hy vọng cuối cùng từ vị trí của Belmont. Góc trên hai round, Smoke được trả ra, Bảo Nam đang gặp áp lực. Nhưng vừa rồi Glory knock out vị trí của 17 từ phía Seiryu. Thêm cả Game Over đang bắn sang rồi, Seiryu đang liên tục để mất người. Và như vậy thì Trick cũng đã phải nằm xuống với cơ hội cuối cùng từ vị trí của ánh nắng của anh. Và để xem nó Sunshine xử lý như thế nào đây. Sapper nằm xuống trước từ vị trí top thứ 5. Sinvi bắt gặp Game Đông ở đây và bắn knock out vị trí của Cory. Vẫn đang nỗ lực từ Sinvi khi knock out thêm cả Discarding nữa. Sẽ chỉ còn lại một người duy nhất với Game Home Hà Đông, khi mà Bảo Nam vẫn còn nguyên cả bốn người. Seiryu đang từ biệt cuộc chơi với Game Home Hà Đông, dừng lại vị trí top thứ 4. Seiryu còn một, Easy còn một. Nhưng bây giờ vị trí lộ ra với Hảo Hảo, nết được trả xuống. Và đây sẽ là cái dấu chấm hết dành cho vị trí của Sinvi. Khi mà thêm vị trí của Z bắn sang nữa thì top 3 dành cho Easy Sport. Seiryu nằm xuống và top 1 sẽ gọi tên Bảo Đam. Một cái top 1 với 8 kill. Đi qua Ark Angel Predator, bên trái thì có vẻ cũng không có cái tên nào cả. Nhưng góc này thì Unicorn Phích Đà đã gặp Cerberus rồi. Cả hai buộc phải giao tranh ở góc khu vực nhà chặn xăng này thôi. Đồ đang liên tục trả ra, khi mà bây giờ thì các thành viên của Cerberus Esports họ đang gặp khó hơn khi Himat phải nằm xuống sớm. Và vừa rồi thì cả Game Hòa Đông khi 307 knock out, nhưng vừa rồi quả nết tốt thì chỉ vô địch bắt vào vị trí của Pháp. Những người Việt gặp nhau và đây điều ta không hề mong muốn chút nào cả, nhưng không sớm thì muộn buộc phải giao tranh thôi. Liên tục những lượng đồ được trả ra từ phía hai bên. Hải Saki knock out vị trí của Chu. Với sự quay trở lại này thì Hải Saki vẫn đang thể hiện rất tốt, nhưng solo dịch knock out từ vị trí của Văn Nghị rồi. Vẫn là cái tên Văn Nghị, còn Hùng vô địch đã kết liễu cái tên cuối cùng và tiễn Serbian Esports lên top thứ 16 trong trận đấu này. Tự nhiên không biết vào một cách thần kỳ nào đó thì nó lại không nổ để gây sát thương lớn được vào vị trí của Inside, và vẫn có thể an toàn tới từ Fury. Lại thêm một trái nết nữa và lần này quả nết thử sức tới từ vị trí của Valotica. Nó lại tiếp tục là một trái nết cấu với một chấm máu mà thôi. Còn Bảo Nam như là thực đang giao tranh với thành viên EZ Esports và Inside vừa rồi cũng đã bị knock out, và Flash là người có cho mình những cái điểm hòa cục này. Made in Thái Lan mở giao tranh với Zekolody, một điểm kill dành cho các thành viên EZ Thái Lan, nhưng sau đó thì họ cũng đã mất đi một người và thậm chí là Esquilidias cũng đã phải nằm rồi. QL vừa rồi đang có một tuần sấy mà có lẽ có một chút lỗi hiển thị khi mà không có bất cứ một người nào trong tầm ngắm của anh chàng QL cả. Jacob đối đầu với Bonji và chiến thắng khỏi tên Made in Thái Lan. Tuyến góc này thì cả hai cái tên đều phải vượt qua nhau, và đặc biệt là với Made in Thái Lan muốn vào thì phải vượt qua Ark Angel Predator, và nếu rẽ thì có thể sẽ gặp đây chết.
rất khó thôi. Và Made in Thái Lan dừng lại top thứ 13 khi Duckman không thể thoát khỏi họng súng từ phía Flash đấy chết. Rất khó, cái điều chúng ta không mong muốn lại tiếp tục xảy ra rồi. Và IZ gần như sẽ phải đụng đổi với thành viên của Bảo Nam. Có quá nhiều lửa được trả ra vào Smell. Smell gần như là bất lực trong một tình huống. Và vị trí Simon T đã khép toàn bộ cái phạm vi để có thể di chuyển được. Liên tiếp là hai điểm hòa gục dành cho các thành viên ở phía tiền Bảo Nam. Nhật Thật và Shinvi là cái tên cuối cùng. Những cái nỗ lực của Shinvi cũng không giúp được EZ tiến sâu hơn nữa. Họ phải dừng chân ở vị trí thứ 12 và nhường khu vực nhà này lại trong tay viên của Bảo Nam Nhật Thật. Tuy nhiên bây giờ thì khu vực nhà cũng không còn là quá đẹp khi mà vòng bo của chúng ta nó đã giật lên góc trên của bản đồ. Đây sẽ là một trong những bài toán rất khó cho Bảo Nam Nhật Thật khi họ kẹp bởi cả Eagle 365 nữa. Vừa rồi là những cuồng táp tới từ vị trí Zexy bỏ chạy và Trick là người cover tốt. Tiếp tục là một điểm cứu nữa dành cho vị trí Trick. Bảo Nam thực sự đang gặp khó rồi và đó là cái dấu chấm hết khi mà Serious Esports họ đẩy lên trong một tình huống mà Bảo Nam bị kẹp với cả Eagle 365. Chưa thể tìm ra một cách nào có thể giúp các thành viên kiểm với Eagle 365 cả. Vừa rồi thì họ mất đi vị trí của Vandal 9. Tiếp theo sau đó họ mất đi vị trí của Jack G và chỉ còn lại một mình Chimirit với một chấm máu ít ỏi. Và Serious sẽ không để cho vị trí của Chimirit có thể sản sinh ra thêm những cái mối nguy hiểm đâu. Và chắc chắn sẽ là như vậy. Eagle 365 tiếp nối các thành viên của Bảo Nam chưa được dừng chân ở vị trí thứ 10. Họ sẽ đâm về khu vực nào đây khi bên trái Sapper đang gặp khó. Unicorn Việt đã có những tình huống bắn ra và con xe đang bắt đầu bốc khói rồi. Với những tình huống vào xe ở thời điểm này, chỉ cái bắn thẳng vào chiếc xe thôi sẽ tạo nên rất nhiều trở ngại với Hảo Hảo. Xe đã cháy và xe đã nổ nhưng Hảo Hảo vẫn còn đó, 17 phải nằm lại ở súng của Belmont mà thôi. Còn từ phía Fury, Ronon là thành viên cuối cùng còn lại ở đây. Một góc đang muốn kê lại đây chết. Và vừa rồi thì đó là quả nết đến từ Yeoman, kết liễu toàn bộ các thành viên đến từ Archangel Predator vị top thứ 9. Một quả nết duy nhất thôi. Tuy nhiên Yeoman cũng tiết luôn các thành viên ở phía và Archangel Predator xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Và chính là dừng lại ở vị trí thứ 9, còn Ronon thì là ở vị trí thứ 8. Vị trí thứ 7 thì mình xin mạnh dạn thông báo đó các thành viên ở phía 36 luôn đi. 36 Kato vừa rồi gặp rất là nhiều sự khó khăn khi vẫn ở ngoài vòng bo và đang cố gắng di chuyển vào trong. Shaper vị trí của Maxonus là người đầu tiên di chuyển. Trước mặt thì là đây chết. Thậm chí bên phải đây thì nói chính là một hình mẫu lý tưởng luôn để cho anh chàng B4 này có thể theo nói theo. Thì nói dừng ở vị trí thứ 7. Khi vào khu vực cây săn này, Juno có thấy có rất nhiều vị trí đẹp và B4 quyết định là nổ súng. Và đây là một quyết định tự sát nhưng mà sau đó thì vẫn có thể được có được hai điểm hạ gục dành cho vị trí của B4. Một quả nết duy nhất thôi thì chuyện sẽ khiến các thành viên phía đây chuyện gặp khó khăn. Nhưng mà Đạt Blue, Đạt xuất hiện kịp thời để vô tình cứu giúp các thành viên phía team đây chuyện. Và liệu là đây chuyện sẽ đã báo đáp Đạt Blue trong tình huống này như thế nào đây? Chúng ta có thể hướng đây chuyện sang cánh của Attack on Arouse. Đấy sẽ là một cái chuyện hợp lý hơn, thậm chí là MS Samurai. Lúc đó thì tỷ lệ top 1 dành cho UNB sẽ gần như rất là cao. Giá như mà Yêu có vẻ đang để cho Trick đẩy lên sâu hơn để cấu đi yếu báu của đây chết thì chúng ta có thể sẽ đẩy lên một cái góc ổn hơn rất là nhiều. Bởi vì rõ ràng khu vực chạm xăng thời điểm này cũng đã out dần out bo rồi. Bó cũng sẽ cần phải chạy qua một góc rất là trống nhưng Văn Nghị knock out vị trí của Goom. Sau đó tình huống confirming ngay lập tức. Top 5 cho Series Sport, top 4 còn lại ở thời điểm này. Nhưng vẫn còn đến 3 đội tuyển, vẫn còn rất nhiều người. Đây chết im góc khó, nết đắng liên tục trả ra. Jan Quốc dưới Attack Round vừa bị còn phần dưới Văn Nghị rồi. Và Attack on Round cũng rất nhanh thôi, dừng lại chỉ top thứ 4. 3 đội diện đại diện còn lại thời điểm này, ta vẫn còn đó là một đại diện đến từ Việt Nam. Unicorn Phi Đà Nẵng sẽ cần phải đối đầu với cả MS Chonburi và cả đây chết. Rõ ràng cái góc của đây chết, họ sẽ phải gặp MS Chonburi trước. Và Unicorn Phi Đà Nẵng sẽ chỉ cần một khoảng tham minh vừa đủ mà thôi. Và Hùng Vô Địch cùng với những người đồng đội của mình bên phía của Unicorn Phoenix này đang là đội tuyển có nhiều sự tự thái nhất. Họ quá thoải mái trong tình huống bích đối phương và thậm chí là đẩy luôn tới từ vị trí chung cũng như là Hùng Vô Địch. Và sẽ phát hiện được cái lực của Bujiu không quá khó để có những điểm kill. 9 kill tới thời điểm hiện tại và 4 tới từ Hùng Vô Địch, 3 tới từ Văn Nghị và 2 còn lại tới từ vị trí Đạt Blue. Chu thì vẫn chưa có bất cứ một cái điểm kill nào cả. Tuy nhiên những đóng góp về cái lượng đam gây ra bởi Chu đang là rất lớn lên phía đội hình của Daytrade. Một cái tên nữa phải nằm xuống 5 kill ở thời điểm hiện tại cho Hùng Vô Địch rồi. Họ clear được hai người tại khu vực viền bò và chỉ có lại hai thành viên ở phía team Patriot đang nằm ở khu vực nhà vệ sinh. Đó là vị trí của Flash cũng như Norin. Và suýt chút nữa có thể knock out vị trí của Julio rồi và đang động thái muốn đẩy vào sâu hơn phía bên trong. Khi mà Unicorn Vĩ Đà Nẵng họ biết rằng cần phải quyết định thật nhanh trong những cái việc di chuyển của mình cũng như là kết liễu đối phương. Vì nếu càng chậm chạp thôi thì chắc chắn đối phương sẽ càng có cho mình được những cái lợi thế khi họ đang có những cái backup sâu hơn ở phía bên trong bò. Đặc biệt là vị trí của Julio cùng người đồng đội của mình. Máu đang rất yếu máu rồi. Rokua Nanji chỉ còn một chấm máu ít ỏi và đó là Văn Nghị tình huống sấy cực kỳ khéo léo. Rokua Nanji bị knock out. Cái tên tiếp theo vị trí của Julio. Anh ta cũng đã nằm xuống rồi. Cơ hội chính là thời điểm này khi Unicorn Vĩ Đà Nẵng vẫn đang bảo toàn với bốn người, họ chỉ cần vượt qua hai thành viên của đây chết cũng như là hai của MS Chonburi nữa thôi.
Điều đó sẽ không phải quá khó đâu khi mà MS Samurai cũng tiếp tục là bị knock out thêm với những của Joe Man. Và Norin đã là người lên tiếng, góc bắn phải nói quá đẹp tới từ vị trí của Hummer thì không có cơ hội nào cho Flash cũng Norin nữa. Họ lại bị kẹp vào giữa hai team. Với các thành viên MSC chỉ còn một mà thôi, nhưng mà Norin hạ cũng thành công đối với địch đấy. Tuy nhiên thì MSC cho Norin đã phải nằm rồi, đã phải lưng knock out thành công vị trí của Norin. Và đó là một chiến thắng dành cho Unicorn Phoenix với điểm hạ của cuối cùng thuộc về vị trí của Chu. Khi mà chỉ còn một người và cái vị trí của các thành viên bên phía team The Glory đang là quá sớm và những quả đấy bắt đầu được trả lên rồi. Đây chết, họ đang đàn áp và thêm cả sự xuất hiện các thành viên bên phía team Sharper. Một vị khách không mời mà tới và mang về thêm cho mình một vài điểm kill nữa bằng những người Thái để tiếp tục dẫm chân lên nhau để có thể mà tự quyết được ai sẽ là team mà di chuyển vào trong bo. The Colony còn một mình vị trí của Cap ở ngoài bo thôi. Bây giờ cắn máu thì nó sẽ là những cái sự cầm hơi dành cho vị trí của Cap. Chứ... đã nhìn thấy rồi. Thôi sao? Bắn thì không bắn, thì cứ dừng nhấp nhá thôi. Ông Flash này cũng phải trò đùa đâu. Đây cũng là một trong những tài năng trẻ của nền PUBG của Thái Lan. Cống chữ A nhưng không ổn rồi khi mà Solo G đã bị hỏng một chiếc lốp. Và đây là chiếc xe lốp bất kỳ. Và cái vị trí đây là vị trí rất xấu nha. Trong thành viên bên phía team Sunday Sport họ bắt buộc phải đổi rồi. Hải Saki chắc chắn sẽ không thể được cứu lên. Vâng, không thấy đường về luôn, không thấy nhà luôn cho cái thành viên bên phía team Sunday có thể đáp vào. Và sau đó thì Mark Sunday tới từ Shepard cũng đã đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình. MS Sunday họ còn tới tận 3 thành viên vẫn còn sống. Và tất cả đều đang cạnh tranh trong một vị trí tại góc 9 giờ của bản đồ mình. Sang, và đây là Sharper và họ cũng đang bắn với sang MSC. Nhưng bây giờ thì Sharper thành viên cuối cùng đã phải nằm xuống. Dí vào đội hình cái thành viên mình bảo nào dí sát được dí vào đội của MSC rồi. Vâng, trông bắn rất khổ đến từ người xin tất cả những người đồng đội của mình. Vẫn là Simon T, nhưng bây giờ Simon T bị đổi mạng bởi thành viên bên phía team MSC rồi. 3v3 trong những diễn biến tiếp theo. Và bây giờ là những quả nét tiếp theo đến từ vị trí của Zombie. Và đó là một quả nét chính xác nhờ Julio đã bị knock out. Và MSC một player họ đang nhấp nháy, còn UNP thì họ lại quyết định bỏ lại khu vực góc 9 giờ này cho các thành viên bên phía team bảo nào mà di chuyển sang một khu vực góc độ khác. Còn Doctology vừa rồi bị knock out ngược về cực đó lên vị trí của Seed. Vâng, Jet player cuối cùng của bảo nam đang cố gắng thủ khu vực nhà này thì sắp tới sẽ phải chịu đợt tấn công của thành viên bên phía team UNP. Còn Severus Sports, Solonji và cả Pháp đều đã phải nằm xuống về bộ đôi bên phía team Fury. Vẫn là những vòng bo mà bảo nam thực sẽ gặp rất là nhiều những sự khó khăn ra đây. Và thậm chí là vị trí của Z cũng đang bị cô lập so với những người đồng đội còn lại khi mà vị trí của Hummer đã tiếp cận được gần hơn với khu vực nhà. Glory sẽ là game hòa đông sau một thời gian im hơi lặng tiếng, họ đã chính thức có cho mình những cái điểm hạ gục rồi. Vậy nên sẽ phải chờ đây, đây, đây. Đây. Rồi, nó chính xác chỗ này, chính ở chỗ này chính xác. Đúng rồi, đúng cách khoảng tầm 100m so với khu vực nhà di chuyển ra. Nhưng mà như anh nói rồi đấy, chỉ có thể nằm nữa thôi. Đứng dậy bắn thì coi như là liên hoàn là bị vả vào đầu luôn. Ở quê em thì gần đấy gọi đấy là cái bờ ruộng mà mỗi một mùa lúa ra là phải đi đắp bờ cơ. Thì tờ có đẩy vào hay không thì còn quay trở lại mấy khu vực của các thành viên bên phía team Fury. Họ quyết tử quyết sinh với cả Seriu ở trong ngày thì đấu hôm nay. Vâng, bây giờ thì 17 nick cũng đã phải nằm xuống ở đó là tụi mắn tốt đi inside. Không còn quá nhiều nét nữa đâu. Cái cơ hội top 1 cho game hòa đồng sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Vâng, UNB và Bảo Nam họ sẽ giao lưu với nhau ở phía bên ngoài. Còn ở trong này chúng ta đang thấy Game Momo cũng đang sống rất cuột cường. Nhưng mà vừa rồi thì Ghostway phải nằm xuống. Nhưng Glory đổi được một mạng thành viên bên phía team Fury. Và bây giờ Seriu thành viên cuối cùng đó phải để dừng chân rồi. Top 9 dành cho các thành viên bên phía team Seriu. Còn trong khu nhà này chúng ta đang thấy Eagle và Zola muốn lấy khu nhà của các thành viên bên phía team Attack Around. Jayo đã bị confirm bởi chính quả nét của mình. Và MSC đâu đó trên bản đồ cũng đã phải nằm xuống khi mà thành viên cuối cùng cái mạng đó thuộc về các thành viên bên phía team Game Home. Chúng ta chỉ còn 7 team và 20 player ở phút tiền đầu từ 25 rồi. Chu cũng đang có những cái nỗ lực sinh tồn thôi xong rồi. Đứng dậy sấy từ vị trí của Chu và không phát hiện được Doctology ngay phía bên cạnh. Nhưng ngay sau đó thì Bảo Nam, vị trí DMB cũng như là Z đã phải nằm. Góc đấy thì không cứu được rồi, không cứu được cả UDP hay thậm chí là Bảo Nam. Họ cố gắng mang về kill thôi nhưng mà một quả nết được trả ra thì Azimut confirm được vị trí của Z rồi. Hay thậm chí là Zombie cũng không có cơ hội để được cứu lại. Và thành viên cuối cùng bên phía team Bảo Nam đã phải nằm xuống và trận đấu ta bây giờ còn 5 team thì Chibidit và cả những người đồng đội của mình. Họ bắt đầu đàn nắp cho đội hình thành viên bên phía team Attack Overall. Và bây giờ thì game là player cuối cùng nhưng game đổi được bảo Chibidit rồi nhờ. Vâng, fan đồ này ở khu vực đó là Dock nhà. Thì đó sẽ là những cái lợi thế vô cùng to lớn mà chúng ta có thể tiếp tục tận dụng được trong những vòng bóng thi đấu tiếp theo. Đây đã là phase thi đấu thứ 8 rồi. Và phase thứ 9 chúng ta cần nhớ rằng nó sẽ là một phase với tâm bò là khu vực đường rất trống trải. Và lúc đó lợi thế sẽ không cho đội tuyển nào cả. Và tình huống di chuyển này tới từ AVP chính xác như những gì mà mình dự đoán. Họ đang hướng về khu vực nhà của Eagle Wasanam. Nhưng sau đó thì cả Alibot đã phải nằm rồi. Có hai người thôi gián tiếp mở pha giao tranh. Mọi thứ mình dự đoán đều đang xảy ra. Hanzi knock out được vị trí của Evil Bishark đấy. Maddox thì còn lại một mình. Maddox cần phải knock out một người bên phía em và Sadam. Lúc đó thì cái thành viên Fury mới dám đẩy được. Với cái thành viên bên phía team Game Home. Và bây giờ họ còn chú ý thêm cả những cái cuộc giao tranh của cái thành viên bên phía team Adenzo Breator. Nhưng Game Home lại lựa chọn đẩy vào khu nhà đấy. Ừ, Game Home họ quyết chiến với các thành viên bên phía team Fury. Và họ sẽ đâm vào khu vực nhà này. Maddox và Evil Patrick đều đã phải nằm xuống ở top 4 dành cho các thành viên bên phía team Adenzo Breator. Game Home đây là một cái lựa chọn tương đối là táo bạo nhờ.
Vâng, 3007 cũng đã bị kéo đi nhiều máu rồi. Bây giờ thì Yika Muka nằm xuống và đó là những pha giao tranh với các thành viên bên phía team Eagle 365 và cả Fury. Game Home họ đang có cho mình lợi thế về mặt nhân sự và liệu có phải là một ông hoàng game cuối không đây? Vandal Knight cũng đang yếu máu rồi, khoảng 50% máu thôi. Trong vị trí này chúng ta đang hy vọng rất nhiều vào vị trí của Ghost, thậm chí là cả Crow, nhưng bây giờ thì Fury họ bắt buộc phải dừng lại ở vị thứ ba rồi và trận đấu này chỉ còn hai team nữa. Không có cơ hội nào cả cho đội thành viên bên phía TV của 365. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Vòng bo này đang là vòng bo thứ 9 mà họ bắt buộc phải di chuyển ra khỏi khu nhà. Godney chỉ cần kề ngoài khu vực tường bao, nhưng bây giờ Godney quyết định leo lên khu vực 2 round, leo lên nóc nhà để có thể mà trừng phạt các thành viên bên phía TV của 365. Một góc bắn quá đẹp tới từ vị trí của Glory. Thậm chí họ còn có 3007 ở vị trí gốc cây để có thể cover. Nên nhớ là phase thứ 9 rồi và vòng bo sớm thôi, nó sẽ ép toàn bộ khu vực nhà. Một quả nét còn gây ra một lượng sát thương vô cùng là to lớn. Lên nóc nhà để bắt con gà. Và vị trí của Glory sớm sẽ trừng phạt các thành viên đồng phía team S và 65. Zexy có lẽ sẽ là cái tên tiếp theo thôi. Vandal thì gần như không thể rời khỏi khu vực nhà này nữa rồi. Khu vực tường dưới đã thuộc về vị trí của God Noe ở thời điểm hiện tại. Có lẽ là quá sớm để đưa ra những cái nhận định, nhưng mà mình nghĩ là 100% thì top 1 dành cho các thành viên phía team Game Home thôi. Mình tin là những người đồng đội cũ của mình có thể làm được điều này, bởi vì bây giờ chỉ còn lại một mình vị trí của Vandal đã bị kẹp vị trí rồi. Và đó là một cái bữa tiệc liên hoan sắc thịt tới từ Game Home mà đâu.